thời gian qua đã có nhiều trường hợp doanh nghiệp việt nam bị các doanh nghiệp nước ngoài lừa đảo trong giao dịch thương mại với các doanh nghiệp nước ngoài đặc biệt là với doanh nghiệp thái lan và hoa kỳ để tránh thiệt hại cho doanh nghiệp việt nam thương vụ việt nam tại thái lan và chi nhánh thương vụ việt nam tại houston bang texas hoa kỳ đã khuyến cáo với các doanh nghiệp việt nam khi giao dịch với các đối tác phải xác minh rõ các đối tác đặc biệt là các đối tác lần đầu giao dịch thông tin thanh toán xuất nhập khẩu, các doanh nghiệp cần lựa chọn các phương thức thanh toán an toàn. Khi phát hiện nghi vấn trong quá trình giao dịch, doanh nghiệp có thể liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại các nước sở tại theo địa chỉ sau. Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan, địa chỉ 83 trên 1 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330 Thái Lan, điện thoại 660-2251-3352, nhánh 118, email thaconggmoit.gov.vn trang web Việt Nam Trade Office Bangkok a gmail.com Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ địa chỉ 1730 M Street NW Suite 501 Washington DC 20036 USA điện thoại 01 2024 639 425 email usa.moit.gov.vn hoặc